Rồi, hai cả nhà ơi, Dương Quý xin kính chào cả nhà YouTube thân mến nha cả nhà ơi. Mà Dương Quý sẽ mua cơm cơm chiên, mà cơm chiên này của cơm chiên bò, chiên bò cho cả nhà. Ngày hôm qua Dương Quý không có quay clip cho nên là sáng hôm nay là Dương Quý sẽ đăng clip trễ rồi. Bây giờ là 10 giờ mấy rồi. Dương Quý chưa có ra clip. Thì Dương Quý sẽ quay clip này, Dương Quý sẽ đăng lên nha. Đây là cơm, cái này cơm. Nãy Dương Quý quên lấy nước tương ha. Bò chấm nước tương nó mới đúng. Đây cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Hôm nay Dương Quý không có mua nước Coca, Dương Quý mua nước là suối. Tại vì Dương Quý nóng quá, Dương Quý không có uống Coca được luôn. Chai suối này có 3.000 cả nhà. Chai suối này có 3.000, do em bán có qua 2.000. Rồi để coi qua đơn, cũng còn qua đơn rồi. À đúng rồi, phần cơm 26.000 với lại một cái chai nước suối 3.000 nữa là tổng cộng là 30.000. Hôm qua Dương Quý á, Dương Quý với bạn Quý ăn mà uống bò á nha. Tại vì bạn của Dương Quý nó hết uống bò á, là ăn uống bò mà. Dương Quý cũng thích món đó nhưng mà cũng như lâu lâu ăn lần thôi chứ mà ngày nào cũng ăn Dương Quý ăn cứ ngán. Thì thường là Dương Quý sẽ đổi món á, chứ mà ăn như một ngày một món là Dương Quý ăn không nổi, ngán. Hôm nay ông cũng vắng, bữa nay là thứ ba nó hơi vắng. Đi ngoài đường á quá trời xe cộ ở nhà đó, rất là nhiều tai nạn giao thông xảy ra luôn á, nên Dương Quý rất là sợ đi đường. Bây giờ Quý không có muốn chạy shipper luôn á, mà tại vì á là không có thu nhập nên Quý gắng Quý chạy thôi, chứ đi đường rất là ghê quá, theo cậu không cho sơ sức một chút xíu thôi là tai nạn ra không liền. Có rất là nhiều cái tai nạn mà ở trên thời sự á đăng lên, là có những chiếc xe tải với xe khách rồi đó là tông gần nhà dân luôn á. Không biết là chạy cách như thế nào mà chạy tới cửa nhà xong rồi tông luôn. Khi mà chúng ta đang ngồi làm việc ở trước cửa không để ý là nó tông luôn á nhà. Đấy, nhiều khi có người ta chạy kịp, người ta thấy là chạy kịp, còn nhiều người ta không để ý, không chạy kịp rồi nó tông người ta luôn. Nhiều khi người ta chạy xe mà người ta đạp là quên đạp cái thắng mà người ta không đạp. Người ta đạp cái ga, thì cái xe hơi á, thường như cái xe hơi là nó có chân ga với chân thắng nó giống nhau á, hai cái nó bên trái bên phải á, mà người ta quên á, người ta đạp đạp thắng, người ta không đạp, người ta sẽ đạp cái thắng cái ga, cái là nó sẽ tăng ga lên á. Bởi như quý thấy là nhiều khi người ta thiết kế cái chiếc xe hơi á là ngay chỗ đó, ngay hai cái cần đạp đó là chúng ta phải thiết kế như thế nào mà cho nó khác á, chúng ta phân biệt được nhanh, chứ nếu như mà quên một cái là đạp coi như là sẽ tông người ta liền. Bởi vì á là hai cần đạp nó giống y chang nhau à, nó không có giống như xe Honda. Xe Honda chúng ta cũng có thể ngồi gian chân ga cũng cho cùng biết được cái bên nào thắng bên nào ga. Còn cái đó là hai cái chân đạp nó song song với nhau vậy nè. Khi mà lên xe một cái là chúng ta đạp một cái là nó sẽ nhầm liền. Rất là nhiều người ta chạy xe hơi người ta bị nhầm với cái đó nè. Cũng như người ta thắng là người ta tránh á, thắng tránh lợi, nhưng mà người ta không có đạp thắng mà người ta đi đạp cái ga, vô tình nó làm cho cái ga nó mạnh lên. Cái cơm xào bò này 26k. Ngon món này nó cũng được thôi chứ nó không có ngon cả nhà. Tại vì mấy món kia Dương Quý review hết rồi. Giờ là Dương Quý review món này.
buổi tối á, buổi tối Nhân Quý ít khi nào review cơm tối á, thì á buổi tối á Nhân Quý đi về trễ á, cái phải mua đem về phòng trọ ăn mà, nên là Nhân Quý không có review cơm tối. Nhân Quý mua cơm tối ở Bình Chánh á, ở dưới thì bán giá, bán giá cũng rẻ. Thì có cải chua ở nhà, cải chua với lại người ta nói là Champion bán cái giá nó mắc, mà những cái thấy nhiều món cũng không có đến đổi mắt. Như bánh mì vậy đó nha, bánh mì là bán một cái ổ rất là to mà có 10.000 à. Bánh mì đó là rất rẻ. Đây mới uống nước lọc quá nhờ, Quý không có dám uống cao ca nó nóng quá. Hôm qua em mua, hôm Quý mua một cái phần coca trên trên cặp chiếu phim á là 39k ở nhà, mua ly 39k. Tại vì ngày hôm qua em Quý không có chạy xe, không có đi chạy shipper á, nên là em Quý vô đây nguyên ngày luôn, rồi cái gặp bạn em Quý á, rồi cho nên là em Quý đi ăn uống với bạn em Quý nguyên ngày luôn. Vì đó là bạn Nhân Quý đi học á, cho nên là bạn Nhân Quý còn học. Nhân Quý thì dưới tình như Nhân Quý vô mới gặp thôi, cái gặp thì ngủ đi ăn luôn. Là hôm nay có mình Nhân Quý à, hôm qua Nhân Quý quên review cái clip bún bò lại. Thời buổi kinh tế khó khăn cả nhà, bây giờ kinh tế vẫn còn đang rất là khó khăn luôn. Nó đỡ hơn năm 2023 xíu thôi chứ nó cũng vẫn còn là khó khăn cả nhà. Nên Quý đi ngoài đường thấy Quý thấy rất là nhiều người khổ luôn. Có nhiều bạn nó khổ, nó không có việc làm. Mà nó khi nó kêu Quý giúp mà Quý không biết giúp làm sao. Tại vì Quý cũng đang trong cái giai đoạn mà này không phải là, cũng gọi là không có, tuy là không có khó khăn nhưng mà còn không có dư. Ví dụ bây giờ là Nhân Quý không có khó khăn về tiền bạc, nhưng mà Nhân Quý giống như là không có dư nhiều, đúng không? Hay là ví dụ mà giờ Nhân Quý muốn mua xe cũng không có mua được, tại vì xe là phải tầm khoảng mấy chục triệu mới mua được, mà Nhân Quý đâu có mua được. Hồi đó Nhân Quý còn dư được mấy chục triệu chứ bây giờ trong túi tầm vài triệu là hết rồi. Nhân Quý rất thích bán hàng nhưng mà không biết là bán cái gì bây giờ. Với lại mình bán mà không có mặt bằng cũng rất là khó. Mình bán là mình phải thuê mặt bằng, mà thuê mặt bằng ở trên đây nó rất là mắc. Ở trong đây, ở trong siêu thị thì có cái thuê cả nhà. Siêu thị thì có cái thuê mặt bằng á, nhưng mà nó mắc quá. Lúc trước phía Nhân Quý cũng tính là thuê ở trong đây, nhưng mà thuê ở trong đây thì nó mắc quá, mà bán không biết bán được không. Tại vì mình thuê là mình thuê phải thuê ở dưới tầng trệt thôi nè, chứ mà thuê ở tầng 1, tầng 2 thì nó ít khách quá, mà cái giá thuê lại rất là cao.
Nói chung món này ăn đỡ đói ở cả nhà chứ không ngon, nó không có ngon. Không có ngon bằng cơm chiên Dương Châu. Cơm chiên Dương Châu á ăn rất ngon. Cái là những quý có biết một cái chỗ bán cơm chiên Dương Châu mà cô bán rất là ngon nha. Bán lên khu vực chợ Bình Điền á cả nhà. Thầy bán rất là sớm, lúc đó những quý đi làm ốc xếp á. Cái 3 giờ sáng là những quý về rồi là chạy. Chạy ngang á. Chạy ngang thấy cô bán á. Mà cô bán không có 20k. Rồi cả nhà ơi, dân quý nha. À, cũng xong hết cái phần cơm rồi, dân quý xin chúc cho cả nhà có một ngày mới thật là vui vẻ và an lành nha. Cả nhà hãy ủng hộ dân quý bằng cái một cái lượt subscribe và một cái lượt like nha cả nhà. Rồi dân quý chào tạm biệt cả nhà nha. Đây. Giòn nè. Có bán nước giải nhiệt cả nhà.